Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với sản phẩm tiếp theo tại VTV Hyundai. Thực ra nhìn một cái màu sắc mà có thể nói là rất là ngọt ngào như thế này thì mình chưa hình dung được ra sản phẩm ngay bây giờ sẽ là gì, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần nhìn thành phần được bày ở đây thôi thì các cô chú anh chị nhà mình sẽ hình dung được luôn. Nào, chúng ta thử nhìn xem có gì quen không. Ồ, hoa đậu biếc này, táo đỏ này, rồi chúng ta còn có hoa oải hương này, rồi còn có cam thảo nữa này. Nhắc tới những thành phần này, ai cũng sẽ nghĩ ra, ồ, có vẻ như là được đi spa. Đúng luôn, riêng mà nhắc tới thư giãn là không gì lại với lavender, hay còn gọi là oải hương, đúng không ạ? Chắc là mọi người đã quen với cái thành phần này rồi. Rồi chưa kể là chúng ta sẽ còn có thêm là các cái thành phần như là hoa đậu biếc. Cái bông đậu biếc này này, Hương nhớ ngày xưa mẹ rất là hay ngâm nước cho Hương uống, kể cả bây giờ luôn. Nhà thậm chí còn có cái cây để trồng cái bông đậu biếc này, lấy cái hoa sau đó sấy khô để ở một cái góc mát mẻ nào đó, lâu lâu sẽ thả vào nước sôi để có thể uống và nó ra một cái màu xanh rất là đẹp nếu mà mình cho nước gọi là loãng loãng. Còn nếu mà mình muốn uống đậm đặc, nó sẽ có một cái màu tím cũng cực kỳ là bắt mắt luôn. Thế bây giờ chúng ta khỏi cần phải sàng lọc từng đó nguyên liệu để tự làm nữa. Ngay trong combo lúc này đây, nếu mà các cô chú anh chị sở hữu kịp thời, chúng ta sẽ có một loại trà uống, thưởng thức, thư giãn y như cái cảm giác ở trong spa. Vừa được thư giãn xong, mình sẽ được nhấp một cái ngụm trà để chúng ta có thể cảm thấy cơ thể của mình được thoải mái, sảng khoái. Và thành phần hoàn toàn là những thành phần Hương vừa đọc và các cô chú anh chị vừa nhìn thấy luôn. Bông đậu biếc, táo đỏ, oải hương và cam thảo để điều vị nha. Ngọt nhẹ nhàng, thanh mát, mùi thơm dễ chịu. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ mua được một lần với một combo số lượng nhiều. Và đây là trà túi lọc cho mọi người luôn, để chúng ta có thể mang theo mọi lúc mọi nơi. Và đến từ một nơi rất là an toàn, thương hiệu uy tín, chất lượng, đó chính là Đông Nam Dược Bảo Long. Đây là trà thảo mộc Bảo Long. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được mua là 3 hộp. Ở đây là 3 hộp trà thảo mộc Blue Serenity. Giá niêm yết của cái loại này là 510.000 đồng. Tức là nó quá nhiều thành phần mà có thể nói là thư giãn và tốt cho sức khỏe. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ được mua duy nhất trong khoảng gần 30 phút phát sóng thôi ạ. Giá là 399.000 đồng cho 3 hộp. Đây chính là trà thảo mộc mà có thể nói là thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn, lành tính. Hoa oải hương này, hoa đậu biếc này, cam thảo này, táo đỏ này, toàn là những cái thành phần mà chúng ta mua riêng lẻ có không? Dạ có, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà kết hợp hài hòa những thành phần này lại với nhau được. Bởi vậy cho nên là khi mà có được những cái loại trà túi lọc hoàn toàn từ thiên nhiên, mình rất là thích, đúng không nào? Chúng ta sẽ thấy là công dụng của đậu biếc thì có rất là nhiều. Và cái bông đậu biếc này này, mình hoàn toàn có thể tự trồng tại nhà rất là dễ luôn. Khi mà chúng ta thấy uống cái trà hoặc là thậm chí ăn cái gì mà nó có cái thành phần bông đậu biếc này, thì theo y học cổ truyền á, là mình cũng thấy được dùng rất là nhiều trong những cái bài thuốc cổ truyền về cái độ an thần, đúng không ạ? Còn lavender hay còn gọi là hoa oải hương, tác dụng cũng bất ngờ nhiều không kém luôn. Mọi người mà hay đọc báo hoặc là các cái nguồn chính thống, đặc biệt là Hương thì Hương hay thích lấy những cái trang báo nào mà rõ rệt về nguồn gốc này, chính thống. Đây, ví dụ như những trang mà đang giới thiệu với các cô chú anh chị, thì mình sẽ tìm hiểu được là những cái tác dụng của hoa oải hương, đặc biệt là làm thư giãn rất là tốt nha. Khi mà tinh thần của chúng ta không được sảng khoái, chúng ta sẽ tìm tới một cái mùi hương nào đó, nó làm cho mình cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, thì oải hương là một trong những lựa chọn mà đa phần tất cả các cái spa, tức là những cái nơi mà làm cho chúng ta có những cái liệu trình thư giãn massage nổi tiếng á, là sẽ có cái thành phần này. Có thể là ở trong tinh dầu, có thể là ở trong các cái loại trà trước và sau khi chúng ta có một cái liệu trình spa. Thế thì bây giờ mình không cần phải đi đâu xa, không cần phải vào những nơi sang trọng, đắt đỏ, chúng ta vẫn có thể có được những cái tách trà hoàn toàn từ oải hương, hay mình còn gọi là lavender. Bên cạnh đó còn kết hợp với cả bông đậu biếc và còn có thêm cả cam thảo và táo đỏ để điều vị. Riêng với các loại trà túi lọc thì đây là một trong những loại trà mà cá nhân Hương thấy là màu nó rất là đẹp. Tại vì nó có cả bông đậu biếc này và nó có cả hoa oải hương ở bên trong. Và cái mùi thơm của nó cũng là một trong những mùi thơm rất là quyến rũ luôn. Nhẹ nhàng, thư thái. Uống trà thực chất là để chúng ta thưởng thức. Và thưởng thức thì mình cần phải có cái sự thư thái, nhẹ nhàng trong mỗi tách trà. Còn nếu chúng ta uống trà
mà mình lại bị những cái cảm giác như là đắng quá hay là nóng trong người thì chúng ta lại không nên uống. Vậy cách dùng trà túi lọc lại kết hợp được những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, vô cùng đơn giản và tiện lợi. Chúng ta chỉ cần pha trong nước nóng, chờ khoảng 5 đến 8 phút đồng hồ thôi là mình đã có thể thưởng thức được rồi. Trong trường hợp mình cần thêm ngọt thì mình có thể cho thêm mật ong, mình cần thêm chua, mình có thể thả một vài lát chanh, thậm chí là một vài lát cam đều được. Và đây là trà thảo mộc Bảo Long, chúng ta sẽ có một lần mua 3 hộp luôn nhé. 3 hộp này giá niêm yết tại nhà Bảo Long là 510.000 đồng. Nhưng nếu bây giờ các cô chú anh chị mua chỉ 399.000 đồng thôi là chúng ta đã có được 3 hộp này rồi. Đó, thì mọi người cứ hình dung là trên bàn trà của mọi người cũng giống như là chỗ Hương đang ngồi đây. Mình sẽ có rất nhiều những cái trà túi lọc để sẵn ở bàn trà chẳng hạn. Thì khách đến nhà chơi, mình tiếp khách cũng rất là dễ. Hoặc là chúng ta nhiều khi pha một bình uống cả ngày. Hương thì hay có thói quen pha một bình uống cả ngày. Cả nhà mình cũng như vậy ạ. Thông thường buổi sáng thì Hương sẽ có ngay một cái bình trà, có thể là các loại. Nhà Bảo Long thì cung cấp rất là nhiều loại trà khác nhau. Nhưng mọi người nhìn cái túi lọc này. Đấy, nó rất là xinh đúng không? Rất là xinh luôn. Và cái này á, nó là cái màu tím đặc trưng vì sao? Vì ở bên trong này nó có lavender, hoa oải hương. Cho nên là chúng ta mới có được cái màu tím xinh như thế này. Thông thường nếu cô chú anh chị nhà mình uống loãng hoặc là pha ra ly ra tách thì chúng ta chỉ cần bao nhiêu? Một cái túi lọc này thôi. Nhưng mà Hương thì Hương pha vào cả bình. Cho nên Hương nghĩ là mình sẽ dùng hết hai cái túi lọc này luôn. Tại vì á, một cái bình to mà mình muốn uống cả ngày thì mình sẽ cho vào đây là hai túi lọc. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây nha, một cái túi lọc nữa. Đó. Đấy, mình cho hai túi như thế này thì mình sẽ thấy cái màu nước thứ nhất là nó đậm đặc hơn. Với cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thưởng thức trà mà nó đậm vị thì mình sẽ thích hơn đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ nhìn này. Nó sẽ lập tức có những cái màu rất là đẹp luôn. Đó, mọi người thấy không? Wow. Rồi, thì mình sẽ đợi khoảng tầm 5 cho đến 8 phút là chúng ta sẽ có được những cái tách trà rất là thơm ngon rồi. Thì đây là cách mà Hương vẫn uống trà ở nhà. Còn các cô chú anh chị nhà mình, tại sao mình nên mua thử cái combo này? Lý do thứ nhất, hiếm có một cái loại trà nào mà lại là trà túi lọc, chúng ta có thể kết hợp được hai cái thành phần rất là hiếm. Hiếm ở đây là gì ạ? Hiếm được kết hợp với nhau và nó sẽ nhân đôi những cái công dụng dành cho sức khỏe. Ví dụ như là oải hương thì mọi người biết rồi ạ. Nhưng mà tìm mua riêng cái bông lavender để mà mình uống thì nhiều khi mình không biết cách xử lý, nó sẽ có cái dầu lavender ra thì mùi nó nồng quá. Còn nếu như mà chúng ta tìm riêng cái bông đậu biếc á, thì cũng được ạ. Bông đậu biếc thì dễ tìm mà, trồng nó cũng lên cơ. Nhưng mà mình uống làm sao cho nó ngon và nó giữ được cái màu trà thật là đẹp thì Hương nghĩ là không phải ai cũng có thể biết cái cách này. Và điều quan trọng là gì ạ? Đây là đến từ một cái nơi rất là uy tín, chất lượng, Đông Nam Dược Bảo Long. Các cô chú anh chị biết là nhà Bảo Long á, cung cấp trà này, các cái đồ uống ví dụ như là cà phê này, thậm chí là những cái đồ uống tốt cho sức khỏe này, dành cho những người chuyên tập luyện thể dục thể thao cũng có luôn. Nhưng mà các loại trà thì được ưu tiên sử dụng vì sao? Tại vì thành phần nó đến hoàn toàn từ thiên nhiên. Đặc biệt combo này, chúng ta thấy toàn là những thành phần đắt đỏ thôi. Ví dụ như là oải hương là một trong những cái thành phần đắt rồi. Cho nên nếu như mà chúng ta muốn mua để mà tự pha tại nhà thì Hương nghĩ là nó cũng sẽ khó ngon và cái định lượng nó cũng sẽ khó chuẩn như là những cái gói trà túi lọc này. Giấy tờ đầy đủ cho nhà mình luôn, chứng nhận HACCP, chứng nhận GMP và đầy đủ tất cả những cái thông tin công khai minh bạch cho các cô chú anh chị nhà mình. Nếu chúng ta đã từng xem được một cái combo trà nào đó của nhà Bảo Long thì chắc là các cô chú anh chị đều biết là gì ạ? Mình đã từng được đi tham quan nhà máy qua màn ảnh nhỏ rồi đúng không ạ? Tại vì ekip của chương trình thì cũng chính là đối tác đặc biệt của Đông Nam Dược Bảo Long, cho nên mới có thể được vào tận nhà máy để quay cho mọi người xem. Và khi vào nhà máy rồi mới thấy công nhận tất cả những cái khâu đóng gói này, rồi là chỉnh chu từ hệ thống máy móc này, để chúng ta có được những cái tách trà thơm ngon như thế này thì hoàn toàn là yên tâm sau khi mình nhìn. Thì đó, khi mà mình khách đến nhà chơi, Hương nghĩ là rót một tách trà như vậy hoàn toàn rất là hợp lý để mời khách. Rất là hợp lý luôn. Cái màu nước nó rất là xanh là bởi vì sao ạ? Trong này nó có cả đậu biếc. Cái bông đậu biếc bản thân nếu mà mình lấy cái bông tươi mà mình thả vào nước ấy ạ, thì nó cũng sẽ ra một cái màu xanh, màu tím rất là đẹp luôn. Và cái hoa oải hương thì nó cũng là màu tím luôn. Hai thứ này, một thứ thì an thần, một thứ thì thư giãn. Hai cái nó kết hợp với nhau làm cho tất cả những người lớn tuổi này, nhiều khi á,
chúng ta chưa tìm được một cái loại trà nào ngon để có thể an thần, để có thể ngủ ngon, để có thể thư giãn tinh thần, thì đây chính là một trong những cái gợi ý. Thế thì bây giờ mình sẽ tìm tới những cái cách để có thể an thần. Hương lấy ví dụ tim sen cũng là một cách để an thần, nhưng mà uống nó rất là đắng. Uống nó rất là đắng, cho nên là không phải ai cũng uống được. Kể cả các bạn trẻ hay là các anh chị bây giờ á, nhiều khi mình cũng biết là uống cái tim sen tốt thật, nhưng mà cá nhân Hương là Hương cũng không uống được. Thế thì mình sẽ chọn một cái khác để thay thế. Mình sẽ chọn ví dụ những cái loại nào mà bản thân trong cái thành phần đó nó cũng có cái tính an thần. Thì ở đây Hương đã được biết đấy là gì ạ? Đậu biếc và lavender. Đó, hai cái này kết hợp với nhau rất là thích luôn. Bây giờ Hương uống và sẽ tả cái vị cho các cô chú anh chị xem cái mùi thơm thế nào nhé. Ôi, mùi lavender thấy luôn, tức là oải hương ấy ạ. Đậu biếc thì nó không có mùi, nhưng mà oải hương nó sẽ có một cái mùi thơm rất là nhẹ trong cái gói trà này. Thơm một cách thư giãn. Khi mà các chị ạ, các bà, các mẹ, các chị nhà mình đã bao giờ vào spa chưa ạ? Chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi gì ạ? Tinh dầu lavender. Luôn luôn các spa lớn và sang trọng người ta hay dùng. Ngửi thấy cái mùi đấy thôi là mình đã cảm thấy rất là thư giãn rồi. Xung quanh chúng ta tự nhiên là sẽ có cả một cái bầu trời rực sáng lên, mình tưởng tượng như vậy á. Bây giờ mình lại còn được uống nữa. Lavender hay còn gọi là hoa oải hương, kết hợp với đậu biếc, kết hợp với táo đỏ, kết hợp với cả gì nữa, cam thảo ngọt ngọt. Đó, điều vị cho chúng ta rất là ngon luôn. Cái táo đỏ này, cam thảo này, hoa đậu biếc này và hoa oải hương, mấy cái thành phần này Hương tin là các cô chú anh chị đều biết cả, nhưng mà mình sẽ không thể biết được nó có thể kết hợp với nhau hài hòa đến như thế. Và khi mà mình uống một cái tách trà, nó vừa thơm, nó vừa thư giãn vào buổi sáng hoặc là vào buổi tối, Hương tin là giấc ngủ của mình sẽ được cải thiện rất là nhiều. Cho nên nếu bây giờ anh chị nào mà chúng ta chưa tìm được một món quà để có thể tặng cho các ba mẹ của mình này, hoặc thậm chí là người thân yêu của mình này, thì đây biết đâu lại là một gợi ý rất là sang trọng. Tại vì á, Đông Nam Dược Bảo Long đã có rất nhiều những sản phẩm hấp dẫn rồi, nhưng mà đây là cái combo hiếm hoi mà các cô chú anh chị thấy là mình không lựa chọn, đúng không? Chỉ có một và một mà thôi. Nhưng mà cái giá tiền của mình đang được giảm rất sâu so với giá niêm yết của trà Thảo Mộc Bảo Long. Với combo này, chúng ta mà tự mua thì sẽ là 510.000 đồng 3 hộp, đúng không ạ? Mà bây giờ chúng ta đang mua ở đây là có 399.000 đồng thôi. Đó, một cái ưu đãi rất lớn dành riêng cho khách hàng tại VTV Hyundai thôi. Và giấy tờ này, mọi thứ này, chúng ta đều thấy nó rất là chỉn chu luôn, rõ ràng minh bạch cho nhà mình. Thường mọi người sẽ bảo là uống cái trà này thì có cái gì đâu, mua ở đâu cũng được. Dạ đúng ạ. Trà túi lọc hay là trà lá hay là bất kỳ loại nào, chúng ta đều có thể mua được ở nhiều nơi. Thế nhưng mà mua ở đâu để đảm bảo uy tín, chất lượng, thì đây là cơ hội cuối cùng dành cho các cô chú anh chị để chốt đơn. 399.000 đồng, nhanh tay gọi điện nhá. Tại vì combo này sẽ không còn nhiều đâu. Hương biết là các cô chú anh chị nhà mình bây giờ á, mình đang có rất nhiều những cái lựa chọn khác nhau để uống trà. Nhưng mà trà túi lọc rất là dễ mang theo mọi lúc mọi nơi. Và trà túi lọc sạch sẽ, đảm bảo an toàn từ nhà máy đạt chuẩn GMP.
Đây, mình tham quan nhà máy thêm một lần nữa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi nha. Nếu như mà ở những phút cuối mà các cô chú anh chị không gọi điện kịp thì combo trà này chúng ta sẽ mua với giá là 510.000 đồng đấy ạ, chứ không phải là 399.000 đồng đâu. Mình nhìn nhà máy này, đây là nhà máy được gọi là đạt chuẩn GMP. Chuẩn GMP là sao? Là máy móc phải là máy móc hiện đại, được kiểm định hàng năm. Con người làm việc trong nhà máy cũng phải vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn. Và khi làm việc cũng phải mặc đồ bảo hộ, mọi thứ đều phải có quy chuẩn. Và đạt đúng quy chuẩn này mới được làm việc ở đúng bộ phận máy móc mà họ được giao. Bởi vậy cho nên tất cả những cái nguyên liệu nhập vào này, hay là những cái sản phẩm chế phẩm khi mà tới tay người tiêu dùng đã được chuẩn bị rất là cặn kẽ, kỹ càng, đóng gói này, cho tới là giao tới nơi này và bảo quản nó này, thì các cô chú anh chị cứ yên tâm. Khi mình đã nhìn thấy hệ thống máy móc hiện đại như thế này, khép kín như thế này, giấy tờ đầy đủ luôn, đã khoe với nhà mình rồi, đúng không ạ? Nhà máy đạt chuẩn GMP, rồi còn đạt được cả tín chỉ HACCP nữa, thì mình cứ yên tâm mà mua thôi. Nhà Bảo Long á thì có nhiều sản phẩm lắm. Các cô chú anh chị biết là chúng ta đã từng biết đến nào là gì ạ? Các loại trà thì đã đành rồi này, cà phê này, rồi thậm chí là những cái đồ uống rất là tốt cho sức khỏe, và kể cả có những cái đồ uống dành riêng cho những người mà tập luyện thể dục thể thao nữa này. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đang được đến một combo hiếm hoi. Trong một vài lần đã từng giới thiệu Bảo Long với các cô chú anh chị nhà mình á, thì mình còn có hai lựa chọn để mà song song lựa chọn từ đầu cho tới cuối chương trình. Nhưng hôm nay, duy nhất lúc này, chúng ta chỉ có một lựa chọn mà thôi. Có nghĩa là combo này là combo với cái số lượng giới hạn. Bởi nó là một cái sản phẩm rất là đặc biệt từ thành phần. Nếu như mà chúng ta biết thì hoa oải hương không phải là dễ tìm. Và nếu có tìm thấy thì nó lại không rẻ. Đậu biếc thì có thể là rẻ và dễ tìm. Nhưng để chúng ta có thể kết hợp hài hòa những thành phần làm sao trở thành những cái gói trà tứ lọc văn minh tiện lợi để mình có thể mang theo mọi lúc mọi nơi thì chắc chắn là tự mình không thể được, đúng không ạ? Nhà máy đạt chuẩn GMP, chuẩn HACCP luôn. Và đây là một trong những cái sản phẩm có thể nói là rất uy tín chất lượng của Đông Nam Dược Bảo Long, trà thảo mộc Bảo Long. Bộ sản phẩm này sẽ là 3 hộp trà thảo mộc, 3 hộp nha. Và chúng ta sẽ mua với giá là 399.000 đồng. Chỉ có 399.000 đồng thôi là mình đã sở hữu được 3 hộp trà này rồi. Và nó là dạng trà túi lọc, mình có thể mang theo mọi lúc mọi nơi này. Và chúng ta có thể pha nó rất là dễ. Hương thì Hương vẫn thích là pha một cái bình trà thật to, uống từ sáng cho tới chiều luôn. Hoặc chúng ta cũng rất là thích là cả nhà mình quây quần bên một cái ấm trà, cùng kể những câu chuyện. Hoặc là chúng ta sẽ cùng nhâm nhi, đàm đạo. Hương nghĩ là uống trà cũng là một cái văn hóa của người Việt Nam mình. Và từ lâu đời rồi thì ông bà ta cũng luôn luôn là gì ạ? Có những cái cách pha trà rất là truyền thống, cầu kỳ luôn. Hương nhớ là pha trà lá ngày xưa là phải cho lá trà vào trong ấm này, xong bắt đầu rót nước sôi này, tráng nước đầu tiên đi này, rồi mới rót nước sôi tiếp này, rồi đợi cho nó thấm một lúc này, mình mới bắt đầu rót những cái tách trà ra. Nhưng mà cái nước ngon lại là nước thứ hai, chứ không phải là cái nước pha đầu tiên. Đấy là cách mà ông của Hương đã dạy Hương pha trà như vậy. Nhưng nó quá là cầu kỳ đi. Và để chúng ta thưởng thức được một tách trà như vậy thì mình cũng phải có chuyên môn một tí, đúng không ạ? Còn ở đây, với những cái gói trà túi lọc như thế này, mình không cần phải làm gì cả. Mình chỉ có lấy ra, cho vào bình trà, chế nước sôi vào, 5 phút sau cả nhà cùng thưởng thức luôn. Và điều quan trọng là combo này đặc biệt hơn rất nhiều những loại trà túi lọc khác, bởi vì cái thành phần của nó: hoa oải hương, hoa đậu biếc, táo đỏ kết hợp với lại gì ạ, cam thảo. Đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình sử dụng các cái thành phần này cho nó hòa quyện vào với nhau để có một cái tách trà cực kỳ là chất lượng, thì không phải là lúc nào mình cũng có thể dễ dàng mua từng này nguyên liệu để mình kết hợp. Ở đây có hai cái bảng, hai bảng này chính là hai cái chứng nhận mà muốn khoe với các cô chú anh chị. Mặc dù trên màn hình lúc nãy mình đã nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ khoe lại lần nữa này, giấy tờ này là của nhà Bảo Long đưa cho chúng ta luôn ạ. Đông Nam Dược Bảo Long thì đều có những cái chứng nhận, Hương lấy ví dụ như là đạt chuẩn GMP này, hay là chứng nhận HACCP này, có nghĩa là nó rất an toàn. GMP là nhà máy nhá, còn HACCP nó là gì ạ? Nó là cái bình chọn của những cái dưỡng chất hay là những cái thành phần ở bên trong nó an toàn cho cơ thể khi chúng ta uống vào. Bởi vậy cho nên là mình cứ yên tâm mà mua sắm thôi. Tất cả những cái đồ ăn, đồ uống mà mua trên truyền hình là yên tâm rồi đấy ạ, vì phải trải qua nhiều bước lắm.
Hương cũng muốn nói rất nhiều về một vài những cái công dụng của lavender chẳng hạn, hoặc là một vài những cái công dụng về đậu biếc mà cá nhân Hương tìm hiểu, Hương biết được. Nhưng mà thiết nghĩ rằng là qua rất nhiều các cái bước kiểm duyệt thì Hương biết chúng ta uống trà, chúng ta cứ thưởng trà một cách vô tư thôi ạ. Hương đặc biệt thích táo đỏ, ăn cái gì Hương cũng muốn ninh về táo đỏ. Đó, và cam thảo, Hương rất thích lấy vị ngọt từ cam thảo. Và ở trong cái trà này, nó đã có cái điều vị của cam thảo rồi. Cho nên, ví dụ, có một cái thành phần nào mà nó nhẫn đắng chẳng hạn, thì chúng ta yên tâm là đã có cam thảo điều vị nha. Rồi, nói như vậy là để câu giờ cho các cô chú anh chị nhà mình đấy. Chứ bây giờ, sắp hết thời gian, chúng ta sẽ không thể mua được cái combo này với giá là 399.000 đồng đâu ạ. Combo của chúng ta là 3 hộp nhá. Chúng ta chỉ còn gần 5 phút để mua được trà thảo mộc Bảo Long, bộ 3 hộp trà này với giá là 399.000 đồng, gồm những thành phần là hoa oải hương, hoa đậu biếc, táo đỏ, cam thảo. Đó, cho nên là bây giờ ạ, mọi người phải tranh thủ nha. Đây là một trong những cái sản phẩm mà nó được kết hợp tinh túy giữa 4 thành phần, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Nếu mà mình đọc báo, ví dụ như Sức Khỏe Đời Sống này, hay những cái báo chính thống, mình sẽ biết hoa đậu biếc có nhiều công dụng lắm đấy. Mặc dù nó rất là dễ mọc, rất là dễ lấy đúng không ạ? Nhưng mà nó nhiều công dụng hữu ích luôn. Đó, còn hoa oải hương thì mình thường biết đấy là cái tinh dầu hoa oải hương, lavender, vốn rất là tốt trong cái công cuộc gọi là gì ạ? Giúp thư giãn. Tại sao mà các spa người ta hay dùng? Đó, tại vì giúp thư giãn này. Khi mà chúng ta cải thiện tâm trạng của mình thường muốn ngửi một cái mùi gì đó nó rất là thư thái, thì hoa oải hương làm được điều này. Cho nên là trong cái trà này của chúng ta á, thì Đông Nam Dược Bảo Long đã rất là tinh tế khi mà kết hợp hoa đậu biếc với hoa oải hương, kết hợp một cách hài hòa khiến cho cái vị trà nó rất là thanh, chứ nó không bị nồng của riêng hoa oải hương không, hoặc nó cũng không bị nhẫn đắng của riêng cái đậu biếc không. Và điều vị ở đây là gì ạ? Là táo đỏ và cam thảo. Táo đỏ đã mát rồi, cam thảo thì lại ngọt, mà ngọt tự nhiên từ cam thảo thì các cô chú lớn tuổi rất là thích. Tại vì cái vị ngọt này nó ngọt sâu, ngọt ở hậu vị nhá, chứ không phải là khi mình uống vào mình thấy ngọt ngay ở đầu lưỡi đâu ạ, mà chúng ta phải nuốt xuống, bắt đầu nó mới ngọt sâu ở trong cổ họng của mình á. Và uống trà theo cách này thì vừa mát, vừa ngon và rất là dễ để chúng ta có thể thưởng thức mỗi ngày. Mỗi ngày thì Hương nghĩ là mình có thể pha một cái bình trà to, cả nhà cùng uống. Buổi sáng mình có thể nhâm nhi một tách trà, tối sau khi ăn cơm xong chúng ta cũng có thể nhâm nhi một tách trà. Thì Hương nghĩ đây cũng là một trong những cái cách mà chúng ta có thể là ngồi nói chuyện với nhau, gắn kết tình yêu thương, thậm chí là những cái món quà. Tại vì á, quà mà tặng trà thì Hương nghĩ là dễ rồi, rất là dễ để những cái người nhận quà người ta đón nhận. Và hơn nữa là cái trà này nó không chỉ dừng lại ở cái đoạn là giải khát. Nếu mà chúng ta uống trà mà chỉ để giải khát thì có nhiều cách lắm ạ. Trà mà trà đá bình thường mình hay uống ở những cái quán ăn sau khi mình ăn cơm ăn phở chẳng hạn cũng là trà, và nó cũng rất là đã khát luôn đúng không ạ? Hoặc là trà lá, trà mạn mình tự mua, mình tự pha ở nhà cũng là cách để chúng ta thưởng trà. Nhưng mà đây là trà túi lọc, và cái thành phần ở bên trong đó nó là rất nhiều thứ kết hợp với nhau, chứ nó không phải là chỉ một loại lá trà không. Thế nên là cô chú anh chị chưa mua loại này bao giờ thì Hương khuyên là nên mua thử, vì đây là lần hiếm hoi nhá. Có lẽ là lần duy nhất combo này xuất hiện tại VTV Hyundai. Cho nên bây giờ khi chỉ còn hơn 1 phút đồng hồ, còn đúng hơn 1 phút ạ, bây giờ sẽ không còn nhiều combo để chốt cho tất cả khách hàng nhà mình đâu ạ. Còn đúng hơn 1 phút thôi, 399.000 đồng, 3 hộp. Và cái hộp trà này là trà túi lọc. Ở bên trong chúng ta sẽ có rất nhiều túi lọc để mình có thể mang theo mọi lúc mọi nơi này. Chúng ta cũng có thể là pha mọi lúc mọi nơi luôn này. Và cách pha rất là dễ luôn. Đợi khoảng tầm 5 đến 7 phút thôi là mình đã có những tách trà rất là ngon rồi. 3 hộp nha cô chú ơi. 3 hộp và 1 hộp là 20 gói trà túi lọc. Hết giờ này mình sẽ mua với giá là 510.000 đồng đấy ạ. Ngay bây giờ mua kịp thì chỉ có 399.000 đồng thôi. Và lúc này đây, Hương nhận thấy là chỉ còn 10 set cuối cùng thôi ạ. 10 set cuối cùng dành cho anh nhanh tay gọi điện. Rất có thể sẽ có những cuộc gọi mà chốt cùng một lúc 3 set luôn, hết 3 combo luôn, là chỉ còn 3 combo cuối cùng nha. 20 giây cuối cùng, anh nhanh tay gọi điện hoặc đặt hàng trên app được. Chúng ta sẽ có một bộ 3 hộp trà. Mỗi một hộp sẽ có 20 gói trà túi lọc đến từ Đông Nam Dược Bảo Long, trà thảo mộc Bảo Long, thành phần là hoa oải hương,
chúng ta sẽ có cả táo đỏ, cam thảo nữa này và hoa đậu biếc nữa này. Nhanh tay đặt hàng nha, bởi vì sẽ chỉ còn ngắn ngủi 10 giây cuối nữa thôi ạ. Chúc tất cả chúng ta sẽ luôn luôn giữ được cái văn hóa uống trà của gia đình Việt Nam và quây quần bên bàn trà, trò chuyện với nhau. Chúng ta cũng có thể là hỏi thăm tâm tư tình cảm của nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và chắc chắn những món quà mà là những hộp trà túi lọc như thế này thì người nhận sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc luôn. Tại vì vừa được thưởng trà, lại vừa có những cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe. Giấy tờ đầy đủ, nhà máy đặt chuẩn GMP, chuẩn HACCP luôn. Và đây là cơ hội cuối cùng rồi, dành cho vài khách hàng nhanh tay thì sẽ chốt kịp combo này với giá chỉ 399.000 đồng. Chậm tay thì mình sẽ mua với giá là 510.000 đồng đó nha. Tức là sau đây, khi khép lại chương trình này, các cô chú vẫn mua được, nhưng mà giá nó sẽ là 510.000 đồng. Còn ngay bây giờ sẽ chỉ là 399.000 đồng thôi. Rồi, bây giờ khi nhìn thấy Linh Hương lại ở phim trường là chỉ có nói lời chào tạm biệt nữa thôi ạ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những sản phẩm tiếp theo nhé.